Vâng, bạn đang muốn tìm một mẫu xe to như một mẫu villa. Bạn sẽ bước lên ngôi biệt thự villa của bạn bằng một chiếc cầu thang rất rộng để đón những cơn gió hoặc ngắm những cái ngôi mỏ, những cái công trình của các bạn. Bạn sẽ có một cái không gian vô cùng thoải mái trong căn biệt thự của bạn. Có thể đi lại, có thể nằm ngủ, có thể ngồi thiền, có thể làm gì cũng được. Căn villa, ngôi biệt thự của bạn rất rộng rãi. Nó có thể di chuyển được. Và đặc biệt, nó tràn ngập công nghệ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về ngôi biệt thự hay còn gọi là villa di động Ford F-150 Limited bản 2018. Và thưa bạn, chỉ cách đây chừng đôi tuần thôi, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về mẫu F-150 Raptor. Thì trong chương trình ngày hôm nay các bạn sẽ thấy được một biến thể của dòng F-150 chính là Limited. Nếu như xét về giá trị, ngay cả vấn đề về sự sang trọng và sự xếp hạng trong các cái dòng F-150 thì Limited có thể nói là xếp đầu bảng. Nếu như F-150 hướng tới performance, hướng tới bạn yêu thích đi off-road, đi những đường xấu thì Limited bạn sẽ khoác lên một bộ cánh cực kỳ sang trọng hay còn gọi là luxury. Nhưng luxury trên bán tải làm luxury rất khó, làm sang trọng rất khó, nhưng Ford đã làm được điều đấy với F-150 Limited thưa các bạn. Và đó chính là lý do khiến F-150 dòng series cực kỳ nổi tiếng của Ford rất thành công tại thị trường Mỹ. Và chúng ta hãy xem bản Limited này 2018 này có những gì hấp dẫn, có những gì đặc biệt mà khiến anh em là luôn luôn phải ngưỡng mộ và thậm chí phải bỏ ra khoảng hơn 4,5 tỷ để sở hữu nó tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên các bạn có thể thấy là toàn bộ dáng xe đồ sộ to, bởi vì xe này dài tới gần 6 mét các bạn ạ. Nhưng với một mẫu xe dài gần 6 mét đồ sộ như thế này, nhưng trọng lượng nó lại chỉ có hơn 2,2 tấn mà thôi. Và không thể tưởng tượng nổi. Rất đơn giản bởi vì xe này dùng các vật liệu hợp kim nhẹ như là nắp capo nhựa hợp kim nhôm này, cánh cửa này, rồi rất nhiều chi tiết. Và các bạn hãy xem phần đầu xe thì phần lưới tản nhiệt này nhá. Nhìn nó sang trọng hơn hẳn ạ. Nhìn nó đối nghịch hoàn toàn với mẫu F-150 Raptor thưa các bạn. Và chắc chắn rồi, khác biệt nhất trong dòng Limited chính là chữ Limited. Limited nó giới hạn, là phiên bản ta còn gọi là phiên bản giới hạn đấy ạ. Đèn pha thì rất là to. Tôi cũng không biết dùng từ gì nữa bởi vì nhìn là nó to, nó theo hình chữ C. Và đây là đèn qua bim, dùng bóng LED hết nhá. Ở dưới đây thưa các bạn cái logo này. Trên những mẫu xe như Focus, Fiesta gì đấy thì chúng ta sẽ thấy cái logo nó rất là nhỏ nhắn, nhưng mà một chiếc logo xe to, logo cũng phải to, nhà biệt thự cửa cũng phải to, cái gì cũng phải to, tay nắm cửa cũng phải to. Và dưới đây các bạn là một chiếc camera trong hệ thống camera 360. Với những chiếc xe có kích thước đồ sộ như thế này thì những cái hệ thống hỗ trợ này rất quan trọng các bạn. Và các bạn hãy xem phần cản dưới, nó sẽ đối nghịch hoàn toàn với chiếc F-150 Raptor. F-150 Raptor là một chiếc cản sắt cứng cáp, ở phía dưới là có một cái tấm chắn ở dưới, tấm chắn kim loại. Nhưng Limited sẽ không như vậy. Một chiếc cản bóng trông nó sang chảnh hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó mềm mại hơn. Và ngay cả phần có một cái tấm ốp ở dưới này cũng vậy. Cái tấm này nó sẽ có về tác dụng về cái khí động học. Còn tác dụng như thế nào thì có lẽ tôi sẽ hỏi nhà sản xuất trong những cái cuộc thử nghiệm. Rồi, để mình mở cái lắp capo to đùng này lên cho các bạn xem là nó nặng như thế nào. Đấy ạ, đây. Đứng như thế này đã ngang ngực rồi ạ. Đấy. Đứng như thế này ngang ngực, nếu mà trẻ em mà như thế này thì không có cam 360 là cũng căng phết đấy. Cho nên là những cái hệ thống này rất là quan trọng mà mình đã chia sẻ rồi. Động cơ trên mẫu xe này là động cơ EcoBoost, nhưng mà bản 2018 chỉ có 375 ngựa thôi.
Còn trên bản 2019 theo thông tin mình biết ấy, thì là 450 rồi, nó giống như cái động cơ 3.5 EcoBoost ở trên cái Raptor. Và đây các bạn sẽ thấy này, mình vươn hết chiều dài lên rồi, chiều cao hạn chế cho nên là cũng hơi căng một tí đây, kéo nhẹ cái nó xuống rất nhẹ nhàng. Đấy. Lý giải vì sao những chiếc xe to như thế này lại có một cái khối lượng rất nhẹ. Và xin mời các bạn tiếp tục sang bên hôm nay chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn, chúng ta hãy xem. Các bạn thử đoán xem cái mâm này là bao nhiêu ạ? Thực ra nếu như tôi nhìn trên cái dáng xe này, tôi nghĩ nó chỉ khoảng tương ứng cái tỷ lệ thì khoảng 19-20 gì đó thôi. Nhưng không thưa bạn, mâm này là 22 nha các bạn, lốp 275, to. Sự khác biệt từ bản Limited và Raptor, hệ thống treo nó khác ạ. Treo đây không phải treo Fox Racing, nhưng khi đi sẽ là êm hơn. Sẽ êm hơn. Nó sẽ không bay nhảy được như Raptor, nó sẽ không leo đá tốt như được Raptor. Nhưng mà đi đường bằng nó êm và nó sang chảnh hơn. Đấy là cũng theo mô tả của nhà sản xuất thôi. Tôi cũng sẽ chưa có điều kiện chạy full như để thử. Và nếu như các bạn quan sát bên này nhá, Limited này, bản Limited lúc nào cũng là Limited đơn giản vậy thôi. Limited là gì? Là trang bị thêm những cái gói tùy chọn cao cấp hơn mà bản thường nó không có. Và đương nhiên rồi, giá nó sẽ phải cao hơn. Và gương này, các bạn xem cái gương to lắm. Nếu mà mặt mình to như cái gương này gọi là mặt thớt. Và các bạn hãy nhìn xuống bên dưới một chút. Các bạn sẽ không thấy được cái bậc lên xuống. Chút nữa mình sẽ cho nó ú à, nó hiển thị ra. Nhưng ngay ở đây chính là cái cảm biến. Cảm biến này là trong cái hệ thống cảm biến để giúp chiếc xe tự động ghép chuồng đấy. Đỗ đấy. Cái này thì trên các dòng xe Ford bây giờ xe nào cũng có, các bản cao cấp trên các dòng xe nào cũng có. Tại sao tôi gọi cái mẫu xe này là biệt thự? Bởi vì đơn giản những chiếc cánh cửa nó rất là to thôi các bạn. Nó to quá. Ví dụ như mình ngồi ăn sáng trong một căn biệt thự, mình có một cái cánh cửa kính to như thế này, thì cảm xúc về cái bữa sáng nó tuyệt vời. Thì cũng như cảm xúc mình lái một chiếc xe cũng vậy. Không gian nó thoáng đãng, con người nó thoải mái, tâm hồn nó thoải mái. Có khi vừa lái xe lại vừa làm thơ như tại Biên Cương được ấy. Đấy. Thì ở trên này thì cũng khóa mã số thì cũng là tiêu chuẩn trên các cái dòng xe Ford rồi. Và đây ạ, Vương ơi, mở ra đấy, bật lên xuống được đóng mở tự động theo cái cửa đấy, bước lên đấy, như Duyệt Bình. Nói chung là bước lên cũng phải điệu, bởi vì xe này là đối tượng khách hàng nó cũng khác, sang chảnh hơn. Cụp vào đấy, như gương. Khi mở cửa sau cũng vậy, mà cửa rất nhẹ nhá, cửa rất nhẹ này các bạn này, cửa rất nhẹ luôn. Rất nhẹ luôn. Từ bản lề, từ cách thiết kế bản lề đến cái hợp kim trên cái thành cửa này cũng rất là nhẹ. Đấy. Lại đóng vào. Hô biến, đấy, đóng luôn. Thì các bạn sẽ thấy được là khi mà cái bậc lên xuống nó đóng vào thì cái khoảng sáng gầm xe chúng ta có cảm nhận như là nó rất là cao. Nó rất là cao. Và phanh sau trên cái F150 này cũng là phanh đĩa thưa các bạn. Rồi. Đấy. F150 Limited. Đấy. Cản này cũng mềm hơn nha các bạn ơi. Cản mạng này cũng là cản mềm chứ không cứng như F150 Raptor. F150 Limited thì bạn sẽ không phải dùng tay để mở nữa, bạn chỉ cần bấm vào chìa khóa này thôi. Nắp thùng sau là sẽ mở ra. Yes. Và tất nhiên rồi, khi mà tôi mở ra thì tương tự nó cũng có một cái bậc thang để lên xuống. Và để bước lên. Rất đơn giản. Còn nếu như cao như thế này mà một chiều cao khiêm tốn như tôi mà leo như thế này sao nào? Ôi dồi. Cũng căng. Cẩn thận không lại rách cái gì đấy thì cũng hơi mệt. Đóng lại nhẹ nhàng thôi.
Cũng có cam lùi nha các bạn, cam lùi này trong cái cam 360 các bạn. Limited này, đấy, dòng Limited đóng dấu khắp nơi luôn. Động cơ EcoBoost vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm nhiên liệu. Mình nghĩ là mẫu xe này nếu mà theo nhà sản xuất công bố ấy, thì nếu mà đi hỗn hợp ấy, thì nó khoảng 13,6 đến 14 lít. Còn đi trong phố thì nó có thể lên đến 16 lít mấy. Tất nhiên đi đường trường thì nó sẽ giảm xuống. Các mức chênh giữa các cái điều kiện nó sẽ chênh tới vài lít trên một mẫu xe lớn như thế này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khám phá nội thất của một ngôi biệt thự di động nha các bạn. Rồi 4 tỷ rưỡi có lẽ là bạn sẽ có được chiếc chìa khóa của F150 Limited 2018 tại thị trường Việt Nam. Và còn chần chờ gì nữa khi mà tôi bấm để nổ lên. Để... Ui, chiếc này mà độ bô lên nữa thì ngon đấy. Hơn nữa bản 2019 theo mình được biết lại còn dùng cái động cơ nâng công suất lên thì còn tuyệt vời. Nếu mà tôi là người có chiều cao khiêm tốn 1m59 chẳng hạn, 1m69 chẳng hạn, thì cái việc điều chỉnh ghế và vô lăng thì đương nhiên rồi, xe nào cũng điều chỉnh được. Nhưng mà mẫu xe này có thể điều chỉnh được cả cái bàn đạp chân ga. Đấy, nó nằm ngay phía bên tay trái, ngay phía dưới này. Các bạn cũng rất là dễ tìm khi mà ký hiệu nó rất là rõ ràng. Đấy, cao lên, tụt xuống, không sợ. Còn về thiết kế tổng thể nội thất ấy, thì các bạn sẽ thấy cái thiết kế của nó sẽ thiên về cái hướng sang trọng và trang trọng hơn. Ví dụ như cái màu da này này. Đấy, các bạn sẽ thấy là màu xanh. Khi mà vào tối thì chúng ta sẽ nhìn nó như màu đen, nhưng ban ngày với điều kiện ánh sáng thì các bạn sẽ thấy được một cái màu xanh nhã nhặn. Đó. Và những đường chỉ may rất đẹp. Những chiếc ghế này bạn có thể sử dụng tính năng làm mát, thông thoáng. Bạn có thể sưởi ấm trong điều kiện giá lạnh, băng tuyết. Nếu như bạn đưa bạn gái bạn, con bạn, người thân của bạn đi Sapa ngắm tuyết chẳng hạn, thì tôi chắc chắn rằng những cái chức năng như sưởi ấm ghế này rất tuyệt vời. Bởi vì chính tôi cũng đã trong cái điều kiện lạnh giá khi mà ở Bắc Âu rồi. Ôi thôi, nó mà âm độ thì tê tái. Làm thế nào để mọi thứ có thể to lên được, có thể ấm lên được, thì chính là những cái chức năng sưởi như thế này. Nó sẽ không thừa đâu thưa các bạn. Nhưng chưa hết, Raptor thì sẽ không có được cái tính năng massage thì bản Limited này sẽ có thưa các bạn. Đấy, tôi sẽ nhấn cái núm ở ngay phía dưới, ngay gần cái vị trí điều chỉnh ghế này, thì các bạn sẽ thấy được là trên màn hình sẽ xuất hiện. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh ghế đây ạ. Chúng ta có thể chỉnh chức năng massage sang bên này ạ. Đấy, chúng ta có thể tắt, chúng ta có thể mức thấp và mức cao. Nó sẽ không nhiều chế độ như trên những chiếc xe S hay 7. Nhưng với một chiếc bán tải có được những tính năng này thì có lẽ quá tuyệt vời rồi. Còn nếu như việc mà chúng ta trang bị thêm các cái chức năng làm ấm cổ, đấm lưng, đấm đủ thứ thì đơn giản thôi, thì phải bỏ thêm chi phí ạ. Và một sự khác biệt so với cả F150 mà tôi đã giới thiệu với các bạn ấy là trên này sẽ không đủ 6 cái chế độ chạy như trên cái F150. Tôi sẽ bấm vào cái cần số này để các bạn có thể thấy được nhé. Đây, bấm cần số bên này ạ. Về thiết kế cần số thì vân vân thì tương tự. Đây, tôi sẽ bấm vào cái nút ngay bên trái cần số này. Và lập tức Drive Mode hiển thị ra ngay trên màn hình. Điều kiện chạy đường bằng này. Đấy. Kéo thêm xe phía sau này, kéo thêm đoàn phía sau này. Đấy. Kéo thêm nhà phía sau. Đấy. Đường tuyết này, đường trơn. Đấy, đường trơn. Rồi có thể lái tiết kiệm nhiên liệu. Rồi cũng có thể chạy sport. Rõ ràng
hai chiếc xe, hai phiên bản thì đúng hơn, hướng tới hai đối tượng khách hàng rất rất khác nhau. Đó là sự thông minh của các nhà sản xuất khi mà họ tạo ra các phiên bản để khiến bạn luôn phải bỏ tiền ra để sở hữu được nó. Wow! Và đó cũng là có thể một cái lý do mà khiến F-150 rất rất được ưa chuộng, mà ưa chuộng số 1 tại Mỹ luôn. Ở mình cũng nhiều, ở mình cái dòng này cũng nhiều. Còn về thiết kế tổng thể thì các bạn cũng sẽ thấy là nó tương đối giống với cả F-150. Ví dụ như là những cái màn hình, rồi là những cái điều chỉnh hệ thống chống trượt trên này, cam 360 ở đây ạ. Đó, bật trên này. Rồi bạn chức năng ngắt động cơ tạm thời nó ở đây. Bạn tắt bật nó. Các cái phím bấm hệ thống điều khiển âm thanh ấy thì nó sẽ tỷ lệ theo cái xe, nó cũng sẽ to hơn. Thì rất dễ cho nhà biệt thự mà cửa rộng hơn, tay nắm cửa rộng hơn, cái gì đó rồi cầu thang vân vân nó cũng sẽ rộng hơn. Rồi hệ thống điều khiển điều hòa chúng ta có thể điều chỉnh ở đây cũng rất là cơ bản rồi. Ở đây thì tôi xem là có hai cái khe cắm USB này. Ở đây có một cái khay ngăn chứa đồ nhưng mà lại chưa thấy cái sạc không dây ở đây. Và cái bệ console này thì nó rất là to, nó to thực sự. Đấy, các bạn có thể thấy để những chai nước hay ở đây, nếu như mà những cái khay này mà nó có sấy nóng làm lạnh các cái ly cà phê nữa thì tôi nghĩ là quá tuyệt vời luôn. Và các bạn hãy nhìn xuống đây nhé, các bạn hãy nhìn xuống đây sẽ có hỗ trợ làn đường này, chúng ta có thể kích hoạt hỗ trợ làn đường ở đây ạ. Và khi mà tôi bấm vào đây thì các bạn có thể tùy chọn được cái hệ thống hỗ trợ độ xe vào. Đấy, các bạn có thể thấy khi bấm vào thì nó sẽ hiển thị trên màn hình. Tất cả các ký tự này được tiêu chuẩn hóa toàn cầu rồi cho nên rất dụng dụng, mà rất là dễ dùng. Cái thứ hai là nó đã xuất hiện trên các cái dòng xe Ford rồi. Và Limited, thưa các bạn, Limited đây. Tôi là phiên bản giới hạn và số thứ tự của tôi là 5944. Wow, 5944. Đấy, số đẹp đấy, anh em có ngắm nghía gì không? Đấy, số VIN sẽ được đánh vào đây. Và năm sản xuất sẽ được ghi rõ ở đây ạ. Mà tất cả những cái chi tiết, những cái chữ rồi khắc ghi dấu vào đây là gọi là bảng vàng nhé. Được làm rất là đẹp và tinh tế. Rồi. Đây nữa. Xe to cái gì cũng to, phải công nhận đây. Chúng ta sẽ không phải băn khoăn gì cả. Ở trong này thì để mình xem có gì nào. À, có một cái cổng 12 này. Đấy. Cái này lại chưa có hộc lạnh à? Chưa có hộc lạnh. Chỗ này để 1 2 3 4 5 6 xếp cũng phải được tầm 2 30 lon, cỡ khoảng 20 lon bia ấy nhỉ. Tất nhiên là mang đi cho anh em làm dã ngoại thôi, còn lái xe thì không nên uống bia nhé các bạn. Và những trang bị cao cấp trên mẫu xe này thưa bạn. Loa bia đâu? Đó. Loa bia đâu? 10 loa. Âm thanh nghe thôi rồi. Đấy, một cái vị trí chúng ta có thể để những cái vật dụng tương đối nhỏ ở đây. Và trên này nó sẽ khác với F-150 Raptor. F-150 là có các cái hàng phím chờ để kết nối với cái hệ thống gì đó. Còn ở đây thì đơn thuần chỉ là điều khiển thôi. Ví dụ như là chúng ta điều khiển đèn này. Ở đây điều khiển là cái cửa sổ trời này. Cửa sổ trời siêu rộng panorama nhá. Đấy, vân vân. Rồi đóng mở vân vân. Thì những cái này nó cũng không khác gì những chiếc xe con. Nó có khác thì các bạn sẽ để ý lên đây này. Tự nhiên là có một cái nút đóng mở cửa kính nó nằm ở đây. Thì khi mà tôi dùng cái này ạ, thì các bạn hãy quan sát ra phía sau. Các bạn hãy quan sát ra phía sau. Đấy, thì sẽ đóng mở cái cửa kính phía sau kia ạ. Rồi. Vui phết. Và đương nhiên rồi, cửa sổ trời các bạn hãy nhìn lên, siêu rộng luôn. Rất rộng. Tất nhiên là lúc này cái giọng tôi đang mềm bởi vì tôi đang được một chiếc ghế nó massage, ghế lại rất rộng, ghế bành salon rộng như thế này. Hồi trước thì mình ngồi thử lên chiếc LS500 mới ấy. Thì nào là mình cũng phải hình dung ra đấy, ngồi là như một sofa. Thì cái này mình ngồi như cái ghế bành sofa gì ở Mỹ từ những cái thời xưa xưa một chút mà nó cũng khá là sang trọng đấy. Trông nó to mà nó đẹp thế chứ lại.
Và thưa bạn, mẫu xe này thì là hệ thống dẫn động hai cầu nhá. Có 2H này, 4A auto này. Đấy, 4A auto. 4H ạ. Và 4L. Có khóa vi sai sau. Mạnh mồm đoán cái là 4A auto này là có vi sai trung tâm chia, cho nên là đóng trên đường nhựa ok. Khi mà kéo thêm những chiếc xe chở ngựa, chở gì đó có tải ở phía sau nặng hơn thì có lẽ là dùng 4A auto ok. Đó. Tỷ lệ chia thì chắc là mình còn phải xem lại chia cầu trước cầu sau như thế nào. Còn 4H là chia đều. Còn khi mà 4L thì ta có thể khóa thêm vi sai để vượt những cái địa hình khó. Còn khi ra khỏi những cái địa hình khó, những cái dốc khó, dốc trơn gì đấy thì chúng ta nên nhả vi sai ra. Đối với một mẫu xe như thế này thì cái khả năng để những cái vật dụng hay là những cái đồ chai nước thì các bạn không bao giờ phải nghĩ luôn, bởi vì các bạn hãy nhìn cái cửa này. Đây ạ. Một loạt chai nước, một loạt các đồ luôn. Nhà to mà bố trí kiểu gì cũng được, biệt thự cũng vậy thôi, có sân, có vườn, có tiểu cảnh, có hồ bơi vân vân. Và cái trang bị so với trên Raptor ấy thì nó sẽ khác, hai cái tiêu chí xe nó sẽ tương đối khác khi mà bạn nhìn sang ngay cái thành cửa đây là gỗ bạch dương ạ. Còn ở trên Raptor M150 ấy thì nó sẽ là vật liệu kim loại. Cái này là triết lý chung trong cái thiết kế xe ô tô. Một mẫu xe hướng tới sự lịch lãm, sang trọng gì đó thì nó sẽ dùng gỗ nhiều. Còn nếu mà thiên về đặc tính thể thao, việt dã vân vân thì nó sẽ dùng những cái vật liệu như là carbon, rồi hợp kim nhôm, rồi titan, rồi vật liệu kim loại quý, rồi kim cương gì gì đấy. Thì nó đặt cái xe lên. Chiếc vô lăng cũng tương tự vậy, các bạn cũng sẽ thấy là các chức năng rất phổ biến trên tất cả các dòng xe Ford bây giờ. Ví dụ như là Adaptive Cruise Control này. Đấy, cảnh báo điểm mù trên gương thì không phải nói nhiều nữa, bởi vì nó là những cái tiêu chuẩn, những cái trang bị không thể thiếu khi mà chạy ở Mỹ. Đấy. Khi mà tôi bấm ở đây, tôi có thể bấm ở đây thì các bạn sẽ thấy là trên đồng hồ nó hiển thị này. Thì nó cũng giống như chiếc Ford Ranger mà mình đã thử. Có điều cái tốc độ nó giữ bao nhiêu thì phải chạy thật. Còn chạy giả giả nhẹ nhẹ thì cũng không ăn thua, không biết được. Không ăn thua. Nói chung là phải quất. Đó, thì mình tăng giảm cái khoảng cách ngay đây ạ. Tăng giảm khoảng cách bên này và tăng giảm tốc độ ở ngay bên này ạ. Còn bên này thì các phím điều chỉnh rất cơ bản. Rất cơ bản, hệ thống audio rồi vân vân bên này. Ở đây mình sẽ vào cái bảng đồng hồ để các bạn xem nhá. Đây mình sẽ đây mình dùng cái hàng đấy, bạn thấy thế này. Cái đây là cái My View, là những cái chức năng mà mình có thể chọn. Mình chọn để truy cập nhanh ấy, nó cũng không khác gì những cái favorite trên cái điện thoại ấy, những cái mục sở thích. Mình sẽ sang bên ở bên này thì những cái thông tin rất cơ bản này. Rồi mình có thể tắt đi để auto start stop rồi, rồi navigation, rồi là vân vân lịch sử tiêu thụ nhiên liệu, rồi đồng hồ ô tô. Còn bên này thì đây mình có thể kiểm soát cái biết được cái absolute lốp trên mỗi bánh. Có thể chuyển đổi các cái đồng hồ hiển thị km ngay đây ạ. Rồi thông tin về động cơ. Ở đây thì chúng ta có thêm cái kéo cái xe đằng sau hoặc là cái gì đó đằng sau đấy, những cái trailer cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta dùng cho đúng cái mục đích, nhất là ở Mỹ. Ở đây thì bạn có thể thấy là mặc dù sẽ không thiên hướng off-road feel như F-150 Raptor, nhưng bạn cũng có thể thấy được cái tình trạng off-road của xe. Đó. Đấy. Các cái lực kéo, phân bổ lực kéo, đấy, vân vân. Đây đang để 2H, các bạn có thể thấy ngay là đang chạy cầu sau này. Rồi xe đang khá cân bằng. Mình có thể kiểm soát cái chuyển các cái lực kéo sang bánh trước, bánh sau, vân vân, ở ngay trên chính cái menu này, không quá khó. Và phần setting thì đây, các hệ thống hỗ trợ này, pre-collision này, cruise control này. Pre-collision là cái hệ thống cảnh báo va chạm trước. Thì cái này nó trên cái F1, cái Ford Ranger Biturbo của mình nó cũng có hết. Có cả cái trailer blind spot, tức là cái cảnh báo điểm mù khi mà kéo cái trailer đằng sau. Rồi lane keeping vân vân, advanced setting các kiểu là chúng ta cũng thiết lập ở đây. Không khác gì thưa các bạn, không khác gì trên cái Ford Ranger cả. Nó tiêu chuẩn hóa toàn cầu của các sản phẩm mang thương hiệu One Ford thưa các bạn. Hôm trước mình bước lên F-150 Raptor thì cứ phải phành phành như này, nhưng mà hôm nay nhẹ nhàng lắm. Cho nó đúng cái chất của xe, không anh em kêu chết ngại. Rồi. Đấy, vẫn là da màu xanh rất nhẹ nhàng. Những cái trang bị như thế này thì trên F-150 thì nó cũng có hết.
các cái khay để nước. Và có lẽ tôi cũng sẽ không phải giới thiệu với các bạn cái khoảng trống nữa. Đầu rồi là các cái khoảng cách về từ đầu gối đến các cái hàng ghế sau nữa. Bởi vì với một xe như này thì dài tới gần 6 mét cơ mà. Ôi, biệt thự cơ mà, thưa các bạn, biệt thự ấy. Đấy, và F150 Limited các bạn sẽ thấy được đóng dấu khắp nơi. Trên các ghế cũng có logo rất đẹp. Và thực sự là mình rất cảm tình với các cái dòng xe Việt dã của Ford. Ngay cả những cái bản thương mại bình thường như là Everest hoặc là Ranger tại thị trường Việt Nam thì các bạn sẽ thấy được là các cái đầu ra 110V này. Mình cực thích luôn. Đấy, khe cắm USB này hẳn hai luôn. Không tiếc gì cả. Tiện ích tới người dùng mà. Rồi các vị trí để khay nước này, tất cả đều có các cái viền mạ nhôm gì đấy, chrome gì đấy, rất đẹp. Và ngay bây giờ mình sẽ chạy thử. Nổ máy lên. Ngày hôm nay tôi sẽ chạy thử tại chỗ máy mở xe này. Thực ra thưa các bạn, có rất nhiều anh em hay hỏi là tại sao mình hay đứng một chỗ review những cái mẫu xe như này. Thì thực sự cũng chia sẻ như này, MT Auto ở 88 Tô Hữu là cũng chỗ anh em bạn bè chơi, thì cũng hay đưa những cái mẫu xe độc lạ rồi sang và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đối với những cái mẫu xe này thì thực ra thì cũng chưa đăng ký, cũng chưa đi làm bảo hiểm, mà có thể ngay lập tức nay hoặc mai vân vân là có khách mua luôn. Việc mà đưa ra đường ở tại điều kiện chạy Việt Nam thì nó cũng hơi căng. Xe máy đâm bùm bùm chéo chéo vân vân các kiểu, mình cũng hơi cờ lo. Mà một khi đã không chạy thì thôi, mình cá tính mình đã chạy là phải chạy thật phũ lên. Cho nên kể cả ví dụ như thế này mình vẫn có thể hình dung ra được các cái dòng xe Ford. Mình chém thử một câu cho anh em nhé. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì tôi sẽ chạy thử với tốc độ cực kỳ cao luôn, 30 km/h trong phố. Trong phố khó quá 50 km/h lắm á. Nó êm, vâng, nó êm. Ô ô ô ô ô ô, nó tự phanh. Ồ, cái đấy mình hình dung hết được. Sướng, nó êm. Xe 4 tỷ mấy mà không êm thì có hơi dị. Âm thanh nghe hay, lái sướng quá. Mát quá, rồi vân vân. Rồi tôi thử cái chế độ S này. Ui, rõ ràng nó bốc hơn hẳn, bốc hơn từ 30 lên 35 nó bốc hơn hẳn. Đó. Không khó khi mà chúng ta review kiểu vậy. Vì vậy là sẽ xin hẹn anh em, nếu mà anh em nào có một xe này nhá, thì có thể cùng chia sẻ đam mê mang lên những cái con đường nó khó hơn, chạy ra những cao tốc để anh em mình cùng thử xem là nó hay như thế nào, cái cảm xúc thật như thế nào. Bởi vì cái cảm xúc thật và cái việc mà chỉ chạy mắc tốc ở trong điều kiện đô thị nó khác nhau lắm thưa các bạn. Mình đã chạy rồi, các bạn có thể xem những cái thước phim về Triton hay những cái thước phim chạy cực phũ, thì các bạn sẽ thấy khi mà chạy như vậy thì cái feeling, cái cảm nhận nó đẩy lên cái giới hạn cao nhất và mình có thể cảm thấy nó hay dở như thế nào, nó thấy ngay. Và rất mong anh em là hãy giúp mình là hãy đăng ký và rung chuông kênh nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.